các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến đến cái nội dung thứ 6 sau khi chúng ta đề cập đến Big Data, Content Marketing, tư duy tổng thể trong SEO. Những khái niệm về SEO một cách có kế hoạch, những sai lầm trong SEO. Thì video thứ 6 này mình muốn đề cập đến một câu hỏi mà rất nhiều người hỏi khi mới làm SEO, hoặc là đến bây giờ rất nhiều người hỏi mình là cái cụ thể thì mày là SEO mũ đen, mũ trắng hay là mũ xám. Thì phổ biến nhất chúng ta bắt ai trường phái SEO là mũ đen, mũ trắng và mũ xám. Và chúng ta có những kiểu biến thể như là mũ xanh, mũ nâu, vân vân. Nên chúng ta chỉ đề cập đến ba thứ mà phổ biến nhất mà ai cũng biết. Thì đầu tiên chúng ta đề cập đến khái niệm nó trước là cái SEO mũ đen gì, mũ trắng là gì, mũ xám là gì. Trong SEO có ba yếu tố chính chi phối đến cái kết quả, cái thứ hạng của cái từ khóa trong cái bảng kết quả tìm kiếm Google, đó là content, social và backlink. Đấy những yếu tố gọi là lớn nhất đi. Thì SEO mũ trắng là trường hợp SEO lý tưởng, tức là SEO mũ trắng thì chỉ tập trung vào việc làm content tốt, và khi nội dung tốt rồi thì người dùng tự động chia sẻ trên mạng xã hội, tức là làm social của bạn, và người dùng tự động nghĩa là thấy được người hay copy về các website, các blog của mình, các forum của mình, nghĩa là tự động tạo backlink cho mình. Đấy là trường hợp lý tưởng người ta gọi là SEO mũ trắng, tức là chỉ tập trung vào việc làm, đa số là tập trung vào việc làm nội dung tốt cho người dùng, chứ không đề cao các yếu tố như backlink social, tại vì khi mà không tốt thì cái kia nó tự diễn ra. Đấy là trường hợp SEO mũ trắng khá là lý tưởng. Tiếp tục đến SEO mũ đen. SEO mũ đen là gì? SEO mũ đen đó là việc thiên về yếu tố backlink nhiều hơn là yếu tố về content tốt, nội dung tốt, mà content nội dung chỉ làm ở mức độ gọi là lạm dụng thuật toán Google, tức là tìm ra khe hở những thuật toán xếp hạng nội dung của Google để cố gắng thao túng nó, giống như Việt Nam nó từng thao túng cái meta keyword, chèn đúng từ khóa vào rồi nhất từ khóa vân. Hồi xưa năm 2012 thì SEO chủ yếu dựa vào cái meta keyword, cũng viết nhiều keyword chuẩn là yếu tố. Rồi sau này có rất nhiều cái thủ thuật về cái spam on page nữa của Google nữa. Thì đại khái đấy là SEO mũ đen, mũ trắng. Thế còn mũ xám là gì? Mũ xám có thể tạm thời hiểu đó là sự trung hòa giữa mũ đen và mũ trắng, nghĩa là vẫn có phần chúng ta chủ động làm, mua sô sô chúng ta chủ động làm, mất đi chúng ta chủ động xây dựng, chứ ai xây dựng chúng ta. Khi mà chúng ta đã làm dịch vụ thì nói thật là nội dung mình càng ở mức độ chuyên ngành cao ấy, nói tính chuyên môn khá cao thì cả ít điểm quan tâm, nó không như nội dung giải trí. Đấy, nên là chúng ta chủ động làm chúng ta thôi. Đấy. Thì SEO mũ xám thì nó là việc cân bằng giữa hai kia, nghĩa là nội dung tốt, anh nhìn từ chủ động tạo về và thủ thuật vẫn sử dụng, được cân bằng giữa yếu tố anh nhìn tốt. Thế đấy là SEO mũ xám. Thế vậy thì chúng ta sẽ bàn luận về yếu tố là thế thì SEO gì sẽ là thống trị và SEO gì sẽ là phổ biến nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ không nói về SEO, chúng ta nói về cái võ lâm đi. Đấy, chắc chắn các bạn thì ai cũng đều xem một phim đó là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Và trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ấy thì chính phái hay là tà phái mới là người lãnh đạo cả cái võ lâm đấy, người bá chủ võ lâm. Thì nó là Lệnh Hồ Xung. Thế Lệnh Hồ Xung nó là chính phái hay là tà phái? Cái này rất dễ nói thôi, Lệnh Hồ Xung không phải chính phái mà cũng chẳng phải tà phái. Lệnh Hồ Xung chơi rất nhiều người tà phái, học được các bạn môn võ ở tà phái. Chính phái là cái nơi mà bắt nguồn của Lệnh Hồ Xung. Nhưng để thống trị võ lâm thì vừa phải hiểu về chính phái, vừa phải hiểu về tà phái. Đấy, thế là cái SEO và thống trị mình tin tưởng nhất rằng ấy, thì SEO sáng là thống trị. Cho nên khi bạn làm dịch vụ hay bạn cung cấp dịch vụ với SEO chẳng hạn, thì chắc chắn bạn làm cũng sáng. Trường hợp SEO trắng ít khi diễn ra, tại vì chúng ta bị giới hạn về nguồn lực, thời gian, con người, tài chính. Đấy, do chúng ta phải kết hợp nguồn lực giữa hai thứ. Nhưng để SEO mũ xám không đơn giản, nếu các bạn không thành, nghĩa là không hiểu về tà phái, không hiểu về chính phái, thì các bạn còn chẳng biết các bạn là mũ xám hay là tà phái hay chính phái cơ. Thế thì dễ dàng sẽ bị đi theo tà phái nhiều hơn. Đấy, thế nên là phải nói thật là để đạt đến cái trình độ gọi là SEO mũ xám và đạt được kết quả tốt ấy, thì các bạn phải hiểu sâu về cả hai thứ, và hiểu sâu về thủ thuật, về những mánh khóe vân vân, bản thân phải hiểu sâu về quá trình làm content vân vân một thứ. Đấy, thì mình hy vọng rằng cái video này nó trả lời cho các bạn câu hỏi là thế thì bạn đi theo cái trường phái gì. Nhiều người cứ bảo tôi là mũ trắng,
Tôi suốt ngày chỉ làm nội dung như tôi vay hồ nội dung trên mạng thứ tinh thôi, rất là lý tưởng, rất là hoành tráng. Thật sự thì phải nói là ai cũng sẽ làm được nội dung tốt, nhưng nếu họ không bị giới hạn về thời gian, giới hạn về nguồn lực và giới hạn về tài chính. Chúng ta không thể giải thích rằng khách hàng chi chúng ta một số tiền như vậy nhưng được chúng ta có thế này, chúng ta cứ phải theo trường phái này, trường phái làm trường phái kia, không quan trọng bằng việc là kết quả tốt. Mà để đạt kết quả tốt thì đến bây giờ mình thấy là xe hút sáng là cái con đường, thứ nhất là nó là con đường nhanh, thứ hai là con đường an toàn, nhưng nó lại là con đường khó nhất, chứ không phải là con đường là kiểu như các bạn cứ gọi mình hút sáng như thế hút sáng đấy. Thế nên là rất là khó. Thì hy vọng thông qua video này các bạn sẽ không còn quan tâm nhiều đến trường phái xe nữa, và quan tâm đến kết quả, và thứ hai là quan tâm đến độ kiểm soát các bạn. Cho đến bây giờ mình xem chẳng bao giờ từ phá nào mình bay được tốt 100% cả, thật sự như vậy. Và mình ngủ sáng, nhưng mà yếu tố về mà mình nghĩ là nó là yếu tố cốt lõi, mình vẫn tập trung nhiều hơn, và thủ thuật mình vẫn dùng. Tại vì khách hàng họ cho mình giới hạn thời gian thôi, giới hạn về nguồn lực và tài chính. Đấy, thế là chúng ta phải đưa ra giải pháp tốt nhất để thích nghi, chứ không phải là chúng ta đưa giải pháp lý tưởng nhất. Lý tưởng nhất thì ai chẳng biết là để làm tốt chúng ta cần này cần kia, nhưng mà có hết những cái đấy thì chúng ta có khi chẳng phải làm cái gì nữa, vì có hết những cái đấy thì thành vô đối vô đời với khách hàng rồi, không quan trọng cái việc làm gì nữa đấy. Thế nên là tại sao mà mình rất đề cao với những người mà họ có xuất phát điểm thấp, mà với những người mà họ nói chung là họ bị giới hạn nhiều thứ, họ cũng làm những thứ gọi là không nói lớn lao những cái thành công ở mức độ gọi là mình nghĩ là đáng trân trọng đấy, điều đấy quan trọng hơn. À, chứ chúng ta không thể gọi là chém gió là quá thế nào là tưởng tượng với ảo tưởng với mọi thứ được. À, chỉ cần yếu tố là thích nghi tốt thì chúng ta sẽ làm sao tốt. Thế thì đây là thứ 6 của mình. À, để theo dõi những video tiếp theo thì bạn khi nào ấn vào subscribe gì